Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở ô lê bài tập toán lớp 2. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 112 luyện tập. Bài số 1, tính nhẩm 2 phải chia cho 2 và được 1. 4 phải chia 2 là bằng 2. 6 phải chia cho 3 là bằng 2. 9 phải chia 3 là bằng 3. 10 phải chia 2 là bằng 5. 12 phải chia cho 3 là bằng 4. 15 chia 3 là bằng 5. 16 chia 2 là bằng 8. 24 chia cho 3 là bằng 8. 27 chia 3 là bằng 9. 2 x 5 là bằng 10. 2 x 6 là bằng 12. 3 x 7 là 21. 3 x 8 là 24. 3 x 9 là 27. Bài tiếp theo, bài số 2, tìm x. Đây là một cái dấu nhân. Dấu nhân thì đây là một cái thừa số chưa biết, đây là thừa số đã biết, và con số 21 là cái tích. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích ta chia thừa số đã biết. X bằng 20, 11 ta chia 3, x bằng là 7. Cái này cũng tương tự vậy, đây là thừa số chưa biết. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích ta chia cho thừa số đã biết bằng 10. Hai cái này cũng tương tự vậy. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích ta chia cho thừa số đã biết, x bằng là 8. Ta qua tiếp bài số 3. Có 21 học sinh chia đều thành là 3 nhóm. Hỏi mỗi nhóm này có bao nhiêu học sinh? Ta lấy 21 ta chia cho 3 là được là 7 nhóm. Số học sinh mỗi nhóm có là, có là 21 ta chia cho 3 ta bằng 7 học sinh. Đáp số. Bài học sinh. Đọc qua bài số 4. Có 15 trái cam chia đều cho 3 đĩa. Hỏi mẫu đĩa có bao nhiêu quả cam? Đây là trái, dưới là quả. Rồi ta lấy 15, ta chia cho 3. Như vậy là chúng ta sẽ được là 5. Số quả cam mẫu đĩa có là, mẫu đĩa có là, ta lấy 15 ta chia cho 3 bằng là 5 quả cam. Đáp số. Năm quả cam. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học để thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy này cũng có cái phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn cái đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.